Thưa quý vị, vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN cùng hơn 60 lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ nhằm tiếp tục cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ chúc mừng Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong 2 năm qua, đã được Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức BB+, triển vọng ổn định. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định niềm tin khi đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, xác định Việt Nam ngày càng trở thành trung tâm sản xuất quan trọng và là thành tố quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau khi lãnh đạo các bộ ngành làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, cảm ơn sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và các doanh nghiệp thành viên đối với sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước. Qua trao đổi, Thủ tướng thấy toát lên 3 cái hơn, đó là chia sẻ, thông cảm, tin cậy nhau hơn, cam kết để hợp tác với nhau chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, có trách nhiệm với nhau nhiều hơn. Đây là tiền đề quan trọng để cụ thể hóa thành các dự án, kế hoạch, chương trình hợp tác cụ thể mang lại lợi ích cho cả hai bên. Thủ tướng nhấn mạnh bên cạnh quan hệ kinh tế đầu tư thì hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là những trụ cột mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác, đầu tư để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn. Đồng thời hỗ trợ Việt Nam đa dạng chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam.